một miếng cho thiệt đã mới được. Không được ăn. Bánh kem đâu ra vậy? Của chị mình cho mình á. Nó là của tao. Ê chị, bánh của người ta mà. Nó chi? Cái con nhỏ này. Nó chi? Bánh của em. Thôi, để hôm khác chị mua cái khác cho. Lên chi? Lên chi? Dạ ơi. Sao giật bánh của tâm anh? Bất cứ cái gì trong nhà này đều là của em hết. Em là bà chủ. Của em không? Bà chủ không? Bà chủ không? Nè ơi, em đang đánh cắp nè. Tao bánh nào nè. Nè. Ủa chị ơi, Tâm Anh đâu rồi chị? À, Tâm Anh khóc xíu rồi nín rồi. Không sao đâu. Em xin lỗi nha. Hay là để em đi ra mua cái bánh khác cho Tâm Anh. Thôi, cậu không cần mua đâu. Nè. Cảm ơn chị. Con làm chi này hư thiệt. Chị yên tâm đi, em sẽ kiếm cách trị cái tật ham ăn của nó. Hello bạn. Phải dạy cho con chi này một bài học mới được. Càng ngày càng quá đáng. Nó làm tôi xấu hổ với chị em tâm ý luôn á. Hey, tôi thấy làm chi y như Tiểu Quân nhà tôi vậy á. Tiểu Quân hả? Là ai vậy? Cháu cậu hả? Đâu có. Con chó. Con chó của anh ngoại tôi á. Con chó hả? Ừ. Thì liên quan gì? Tiểu Quân nhà tôi á y hệt làm chi vậy á. Cứ mỗi lần á thấy đồ ăn của người khác á là nó chồm vô nhào nhào tới ăn. Cắn lộn với con mèo suốt ngày vậy. Rồi sao nữa? Thì Tiểu Quân á, tôi ghét nó lắm. Có mấy bữa tôi thử á, tôi bỏ mấy cái đồ khó ăn vô đồ ăn của người ta coi sao. Nó lại nó dành ăn. Nó ăn cho đã vô mà nó ăn không có được. Sau đó nó bỏ cái tật xấu đó luôn. Thiệt hả? Thiệt. Không mấy bữa nào á, bạn thử làm chi giống vậy coi. Nhiều khi á, làm chi cũng bỏ tật xấu đó. Nhưng mà tôi không biết là nó có si nhê gì làm chi này không nữa. Thì hả? Thì cứ thử coi sao. Tôi cũng đâu có biết, không biết được hay không nữa. Làm chi chứ đâu phải con chó đâu. Cứ thử đi. Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Wow, ngon quá à. Em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đừng yên đó, không được ăn. Là của tao nè. Nhưng mà ăn đi nó châm mà. Chưa muốn chết. Mẹ kêu ngon thì mẹ ăn đi cái đồ lừa đảo. Chanh là sống chưa? Chanh là... Ê, cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Hai anh đang bàn tính chuyện gì vậy? Nói về trái chanh đó mà. Ừ, tôi đang muốn bổ sung cho Lâm Chi vitamin C. Trời ơi, cái hũ mắm này sao mà nó nồng mùi quá vậy ta? Con cũng không ngờ là nó hôi vậy luôn á cô. Bây giờ cô phải làm gì với cái hũ mắm này đây trời. Nhà này đâu có ai thích ăn mắm đâu. Cô không thích, chú không thích, ông lại càng không thích nữa. Ôi, mẹ ơi. Cái gì mà hôi lên tới trên đó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn. Nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Ờ, có cần tôi... Không không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị cứ làm gì chị làm đi. Mình có nghiệp quá không bạn? Chét nhiều vậy sao nó chịu nổi? Ôi, chét nhiều vậy nó mới áp phê bạn ơi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quánh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Quyết! Dạ!
Dạ, gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ lại văn mới đi ba. Mày ăn gian tao. Tao xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Sao rồi? Nó đã sợ chưa? Chắc sau này không dám nữa chứ gì. Sợ gì mà sợ. Tôi vẫn cảm thấy cho nó nhiều đó bấm tôm nhưng là ít á. Mọi người đã từng ăn món gà rán lăn mắm chưa? Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn. Không được ăn. Ăn đi. Là của em hả? Tâm Anh ơi. Trời trời ơi, lên lên cho trường có tập dành ăn với người khác. Cái gì vậy? Ăn mắm cây lại mắm. Nó mới bị lừa xong mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh ra coi, là của tao mà. Lê ơi, bữa ham ăn. Thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Tâm Anh, có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em nè. Ơi, ai đâu có làm cho em đâu. Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? Không được, không được, là của em nè. Ơi. Tâm Anh ơi, ra ăn bánh kem nè. Bánh kem hả? Ngon quá à. Gì? Bánh kem là của tao mà. Ê, không được ăn. Ừ, anh Nguyên nói là cho mình mà. Còn lâu nha. Có mắm đúng không? Ai nào biết, anh nào có hay. Thôi, em đỉnh thiệt chứ. Có mắm tôm mà em cũng ăn được hả? Dạ, có ăn được, ngon mà. Ơi. Trời đất, cái hũ mắm này hôm trước đầy nhóc mà. Ai ăn mà gần nửa hũ vậy trời? Mùi sao nó hôi hôi vậy ta? Bạn có thử thấy không? Mùi này đâu hôi đâu. Hấp dẫn mà. Thôi bạn về trước đi nha. Mấy chú ơi. Mấy chú đang ăn mắm tôm hả? Ủa, có gì không con? Trời ơi, con ghiền món này lắm á. Chú cho con ăn miếng nha. Con nít ăn không được món này đâu con ơi. Con ăn lên. Nhưng mà con ăn được. Chú cho lặn ăn liền á. Vậy ngồi ngồi. Cảm ơn chú. Hết thể
17 con 17. Cứ toàn là hình như thế nè. Con nhỏ này dữ vậy bái. Lúc đầu nên dùng cách này để trị cái tật ham ăn của Lâm Chi, nhưng không ngờ vô tình lại khiến nó ghiền mắm tôm. Cũng là bó tay luôn. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực vậy sao ngủ nổi cô? Không mấy mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi anh làm hi máu nhân đạo cho mấy con mũi ngoài sân hả? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ. Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi! Sao ạ? Ủa? Ông... Ai như ông sao Tài vậy? Sao không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa chào bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện. Ngày mai không mới đến sửa được. Ông ngồi đi. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, vô cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu. Một đêm thôi mà, cứ tới nhà tôi hả? Vô đây, vô đây. Con chào. Đây. Cứ ơi, tự nhiên không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa Liễu vô chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi ngưỡng ngang. Làm gì? Chị hổng con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Ừ đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Ừ? Đương nhiên là anh với em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ con ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm chứ đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm nè. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lâm Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ. Vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi. Dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu. À, đại gia đình ơi, à, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? À còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Đó thì vậy đi ha. Nguyên à. Nhà mình vui. Rồi xong rồi đó. Yeah. Tụi con đây. Bà ơi, phải chi ngày nào bà cũng chơi với con thì vui biết mấy bà ha. Ủa sao vậy? Tại con rất thích chơi với bà, vì bà là một người xinh đẹp, nhân hậu. Chơi với bà con thấy cuộc sống này càng ý nghĩa thêm. Con nói đúng rồi đó. Bà cũng rất là thích chơi với con. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ là người cùng chung một nhà đó. Thiệt hả bà? Ừ. Vậy bây giờ chúng ta chính thức làm bạn tốt nha. Làm bạn tốt của nhau hả? Được. Bạn tốt nha. Dạ. Ý con là không phải bạn tốt thường mà là bạn tốt thân. Bạn tốt thân là sao? Bà chờ con xíu nha. Ờ. Cái này á chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Cái gì vậy? Cho bà coi đi. Bà xe tới đây. Được. Gì mà y bí ẩn dữ vậy? Bà coi nha. Dạ. Thứ này chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Bà biết rồi. Bà mở ra nha. Dạ. Đây không phải là cái răng sao hả? Dạ đúng rồi. Răng của con mới nhỏ năm ngoái á. Giờ con mọc răng mới rồi. Ôi trời ơi. Con giữ cái răng này lại làm gì vậy?
Bà không thấy nó đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp, chỉ là cái răng thôi mà. Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà? Còn có hạnh nhân hả? Có, dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bà lỡ con thiếu à. Còn những miếng à. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là cái, mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi. Mình là bạn bè mà bà. Có gì đâu. Dơ quá. Ôi, cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, dơ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Con vừa nói ai đáng ghét hả? Ủa, nói sao hả? Sao bà dám gieo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao, thì sao? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà còn dám hổn với người lớn sao? Nè, còn dám ăn sô-cô-la, nhả hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn không dơ hả? Không thể dơ. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm cho con ăn. Bà đang làm cái gì vậy? Lúc nãy con nói là không dơ mà. Để bà làm cho con ăn. Đó, ăn đi. Không. Con ăn đi. Dơ vậy, ngu sao ăn? Con vừa nói là không dơ mà. Hả? Ăn đi. Không. Con chỉ nói là nút miếng của con không có dơ thôi. Chứ con đâu có nói là nút miếng bà không dơ đâu. Bà cũng nói là nút miếng của bà rất là sạch, không dơ. Con ăn đi, ăn đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Dạ sao xin nhất trên đây. Được. Còn đó, con cũng là cái đồ xấu xí nhất trên đời. Đúng là đồ đáng ghét mà. Bà đúng là cái đồ xấu xí vừa xấu xí vừa đáng ghét. Con cũng là đồ xấu xí đáng ghét nhất trên đời. Bà mau đi ra ngoài. Bước ra ngoài. Cái gì? Con đuổi bà hả? Lấy tư cách gì mà đuổi? Bà được mời vào đây mà. Nhưng mà bây giờ con muốn bà đi ra ngoài. Bộ con tưởng là chỉ mình con biết la sao hả? Bà cũng biết la vậy. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.